Tới giờ uống nước rồi nè mấy con ơi. Nước gì ghê quá vậy? Cho Tina uống trước đi. Cảm ơn, con đang khát đây. Ủa mà sao nước kỳ quá vậy? Con không uống đâu. Cho anh gấu uống giùm con đi. Thôi, con có thể ăn dơ nhưng không uống nước dơ được đâu, vì 2 phần 3 cơ thể con là nước mà. Con cũng không uống nước dơ được đâu nha người Gatheon. Khỏi mời con đi, nhưng có cà rốt cho con xin một củ được vậy. Tuy là động vật nhưng tụi con cũng biết phân biệt sạch dơ chứ bộ. Con uống nước dơ là con bệnh đó. Thôi con uống nước sạch no rồi. Con không uống đâu nha, người cá chơi kỳ quá. Miễn mời con. Sao các con không chịu tập uống nước dơ cho quen? Môi trường nước Việt Nam ngày càng ô nhiễm do để các nhà máy nước ngoài gây ra. Tập uống nước dơ với người cá tây ôn cho quen đi tụi con. Thấy bên Trung Quốc không? Cái nước họ bây giờ chỉ còn có 20% là nước sạch thôi đó. Vậy để Tina tập uống thử cho con một miếng thôi nha. Sao khó uống quá vậy? Con chỉ muốn uống nước sạch thôi.